chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện của bé Quân. Bé Quân rất yêu đôi bàn tay của mình. Các con có biết vì sao mà bạn Quân lại yêu đôi bàn tay của mình đến vậy không? Chúng mình hãy cùng nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện Bàn tay có nụ hôn. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Quân đi học mẫu giáo. Bạn sợ lắm, hai tay cứ nắm chặt, chân không chịu bước, nước mắt giàn giụa. Mẹ ơi, con không muốn đến trường đâu, con muốn ở nhà với mẹ cơ. Mẹ Nga nắm bàn tay bé nhỏ của Quân và thì thầm vào tai cậu bé. Nhiều khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng mẹ tin con sẽ thích đến trường. Ở trường con sẽ có nhiều bạn mới, có nhiều đồ chơi mới, cô giáo sẽ dạy con nhiều điều mới. Mẹ còn nói thêm, mẹ biết có một bí mật tuyệt vời sẽ giúp con cảm thấy những ngày đến trường cũng ấm áp và dịu êm như khi con ở nhà với mẹ. Quân quệt nước mắt, có vẻ chú ý lắng nghe. Điều bí mật là gì hả mẹ? Một điều bí mật có từ rất lâu, bà ngoại con kể cho mẹ, và bà ngoại lại được cụ ngoại của con kể cho. Điều bí mật ấy là bàn tay có nụ hôn. Bé Quân ngạc nhiên, bàn tay có nụ hôn là thế nào hả mẹ? Mẹ Nga nắm bàn tay trái của Quân và xòe những ngón tay nhỏ xíu của bé ra, trông giống như hình một cái quạt. Mẹ cúi thấp xuống, đặt một nụ hôn vào chính giữa bàn tay con. Bé Quân cảm thấy nụ hôn của mẹ chạy từ bàn tay lên cánh tay, chạy thẳng vào tim. Khuôn mặt cậu bé cũng ửng hồng vì một cảm giác thật ấm áp. Mẹ Nga mỉm cười. Bây giờ, mỗi lúc cảm thấy sợ hãi, lo lắng, con hãy áp bàn tay này vào má và con sẽ cảm thấy mẹ luôn ở bên con. Bé Quân rất yêu đôi bàn tay có nụ hôn của mình. Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, bé cũng đặt một nụ hôn thật lâu vào chính giữa bàn tay của mẹ và thủ thỉ. Bây giờ, bàn tay của mẹ cũng có nụ hôn rồi. Lúc nào nhớ con, mẹ áp bàn tay vào má, con sẽ ở bên cạnh mẹ. Bàn tay có nụ hôn là một món quà tặng quý báu từ cuộc sống, được truyền khắp mọi nơi, qua mọi thời kỳ, đến với mọi người. Nó giúp những con người yêu thương được gần nhau hơn. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Cô chào tất cả các con.